Kính chào quý chị và các bạn. Quý chị và các bạn đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết ngày 12 tháng 4 năm 2024 của Đài truyền hình Tiền Giang. Trong 24 giờ qua, thời tiết toàn tỉnh mây thay đổi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Theo Đài khí tượng Thủy văn tỉnh Tiền Giang, dự báo trong 24 giờ tới, tỉnh Tiền Giang tiếp tục chịu ảnh hưởng bởi rìa phía Nam, vùng áp thấp nóng phía Tây có xu hướng phát triển và mở rộng về phía Đông. Trên cao áp cao cận nhiệt đới, hạ trục nhẹ xuống phía Nam qua Trung Trung Bộ có cường độ ổn định. Thời tiết trong tỉnh mây thay đổi, không mưa, ngày có nắng nóng, gió đông cấp 2, nhiệt độ dao động từ 26 đến 35 độ C, có nơi trên 35 độ C. Riêng đối với thời tiết các khu vực trong tỉnh tại các huyện phía Tây gồm Cái Bè, Cai Lậy, thị xã Cai Lậy và Tân Phước, mây thay đổi, không mưa, ngày có nắng nóng, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 35 độ C, có nơi trên 35 độ C. Ở khu vực trung tâm gồm các huyện Châu Thành, thành phố Mỹ Tho và Chợ Gạo, có mây, không mưa, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 35 độ C. Thời tiết khu vực phía đông gồm các huyện Gò Công Đông, Gò Công Tây, Tân Phú Đông và thị xã Gò Công, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió đông cấp 2, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 34 độ C, có nơi trên 34 độ C. Khu vực trồng cây ăn trái, thời tiết chủ đạo không mưa, nắng nóng, do vậy bà con cần phải chủ động cung cấp đầy đủ nước và giữ ẩm cho cây trồng, nên tưới nước vào những thời điểm mát mẻ như sáng sớm hoặc muộn và buổi tối để giảm sự bốc hơi nước nhanh chóng. Khu vực nuôi trồng thủy sản trời ít mây, nắng nhiều, nhiệt độ tăng nhanh vào buổi trưa, ảnh hưởng đến khả năng chịu nhiệt của một số loại thủy sản nuôi. Bà con cần trang bị lưới che, giảm nhiệt độ bề mặt ao nuôi vào buổi trưa và xế chiều, tăng cường quạt nước cung cấp oxy hòa tan, đặc biệt là tầng đáy. Trong cái nóng thiêu đốt này, điều quan trọng là phải giữ nước và nuôi dưỡng bằng các loại thực phẩm phù hợp. Dưa hấu là một loại trái cây rất ít calo, hàm lượng nước cao, 91% là nước và chứa rất nhiều chất dinh dưỡng, đặc biệt như carotenoid, vitamin C và chất chống oxy hóa. Ăn dưa hấu giúp cơ thể bạn tăng cường sức đề kháng và chống lại sự mất nước của cơ thể, hạn chế bức xạ tia UV lên cơ thể. Tuy nhiên, không phải ăn dưa hấu nhiều là tốt, các bạn chỉ nên ăn khoảng 2 đến 3 miếng dưa hấu mỗi ngày. Sau đây mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin dự báo thời tiết tại một số địa điểm du lịch trên địa bàn tỉnh. Một lần nữa cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo. Thân ái chào tạm biệt.